Thưa quý vị, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973 được coi là đỉnh cao của ngoại giao Việt Nam. Với thời gian đàm phán kéo dài gần 5 năm, đây được coi là hội nghị dài nhất trong lịch sử ngoại giao thế giới. Thành công của hội nghị Paris là chiến thắng của cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới. Cựu đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh là một trong những thành viên của đoàn đàm phán hội nghị Paris năm xưa. Thời gian đó, ông Huỳnh đóng vai trò chính trong việc thảo lập trường 10 điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mình dựa vào cái chính nghĩa, còn họ bao giờ phi nghĩa. Nó nói cái gì mình mẹ được hết cả. Cái quan trọng nhất là mình giữ thế chủ động. Suốt cuộc đàm phán Paris là mình chủ động từ đầu chiều cuối. Làm sao mà ứng phó với nó được. Không để nó bắt nạt mình, không để nó gây khó khăn cho mình, mà đẩy mình vào thế bị động. Cái khó là khó chỗ đó. Với nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, thành công của đàm phán Paris lớn đến mức ông chưa toại nguyện với những nghiên cứu đánh giá về hội nghị này. Nói về một trong những yếu tố tạo nên thành công của cuộc đàm phán lịch sử, theo ông, đó chính là yếu tố con người, với dấu ấn dụng nhân như dụng mộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thậm chí, nhiều bài viết phương Tây thời điểm đó đã có nhiều đánh giá, phân tích sâu về vấn đề này. Trong đàm phán của Việt Nam cũng như của thế giới, chưa có một người nào đàm phán có một cái bản lĩnh như Lê Đức Thọ. Dám đối đầu với một cái cường quốc, với Kissinger là đại diện cho một cường quốc như vậy. Nhưng mà không phải như thế không, mà khi thảo luận thì ông ấy là giữ cái lập trường của mình rất là vững. Và khi cần tấn công, khi cần chửi, phải nói là tôi chưa thấy một nhà ngoại giao nào trong đối thoại, kể cả tôi đi đàm phán, đi thương lượng như thế, mà dám nói một câu nặng. Nhưng mà phải nói Lê Đức Thọ nói, nó chịu nghe. Chứ còn nói để người ta khùng lên, người ta bỏ, người ta đứng dậy thì không được. Nhưng mà nói mạnh, nhưng mà nói được cho người ta chịu nghe, thì cái đấy là cái nghệ thuật. Thắng lợi của việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam là thành quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta suốt 18 năm trước đó, đã đánh bại liên tiếp 4 chiến lược chiến tranh của Mỹ, đã mở ra giai đoạn mới với những thắng lợi lừng lẫy hơn, oanh liệt hơn, đánh sập toàn bộ chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.